Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào cái kèo Retroactive đến từ dự án Kala Network. Các bạn sẽ tham gia testnet và chúng ta có thể nhận được những cái phần thưởng giá trị như là NFT hay là token đến từ dự án. Thì với cái dự án Kala Network này thì mình đã có hướng dẫn và có review cho anh em hôm trước để chúng ta tham gia Aerobe. Hiện nay thì dự án vẫn đang trong cái quá trình xây dựng và hiện tại thì đã ra mắt được cái phiên bản testnet. Sắp tới thì sẽ ra mắt cái phiên bản chính thức. Giới thiệu cho anh em một chút về cái dự án Kala Network. Đối với những anh em chưa biết thì đây là một cái nền tảng thuộc cái trend SocialFi, tức là social kết hợp với DeFi. Chúng ta thay vì các bạn sử dụng những cái trang mạng social như là Facebook, Instagram hay là Twitter. Đấy thì Kala Network thì nó giống như Facebook nhưng mà nó kết hợp với DeFi. Đấy và nó sẽ sử dụng ở trên nền tảng Web3. Chúng ta sẽ sử dụng connect với cái ví MetaMask để các bạn có thể sử dụng. Đấy thì nói chung là các cái tính năng thì nó cũng giống như là Facebook. Đấy nên là chúng ta với cái kèo này thì ngoài cái việc là các bạn tham gia và chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền thì các bạn còn được tiếp xúc với một cái nền tảng mới. Đấy mà có thể là sau này chúng ta sẽ không còn thấy những cái nền tảng bình thường như bây giờ chúng ta đang sử dụng nữa mà sẽ trở thành những cái nền tảng Web3, những cái nền tảng SocialFi. Ok, thì phần thưởng ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nhận được ở trong cái đợt Retroactive lần này là 500 NFT với giá trị là 37.500 đô dành cho những cái người active, gọi là những cái người tích cực nhất. Thì cái việc Retroactive thì nó khác cái khái niệm Retroactive đối với những em chưa biết nhé. Thì nó khác gì so với Aerobe? Thì với Aerobe thì các bạn chỉ cần hoàn thành những cái nhiệm vụ như là follow, like, retweet. Đấy thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng. Còn Retroactive thì nó sẽ ưu tiên cho những cái người chăm chỉ hơn, những cái người chăm tương tác với cái dự án hơn thì các bạn sẽ giành được cái phần thưởng. Đó. Nên là các bạn lưu ý là làm Retroactive thì chúng ta luôn nhận được cái phần thưởng, những cái phần thưởng giá trị, nhưng mà bắt buộc là các bạn cần phải chăm chỉ, chúng ta cần phải tương tác thực sự với dự án thì các bạn mới có thể nhận được cái phần thưởng đó. Ngoài ra thì khi mà chúng ta giới thiệu cho bạn bè tham gia thì chúng ta sẽ nhận được thêm là 0,5 cái đồng Kudo, là cái đồng token ở trong cái nền hệ sinh thái của dự án. Cái đồng Kudo này thì hôm sau chúng ta sẽ kiếm được, hoặc là nó sẽ có cái giá trị sử dụng bằng cách là các bạn sẽ thực hiện đăng các cái bài post hay là trở thành một creator, những cái người sáng tạo nội dung ở trên cái nền tảng này để các bạn có thể kiếm được Kudo. Và Kudo thì nó sẽ list ở hôm sau, thì nó sẽ list lên các cái sàn giao dịch và các bạn có thể kiếm nó và chúng ta có thể bán lại ở trên các cái sàn giao dịch nhé. Rồi và hạn cuối để các bạn có thể tham gia ở cái đợt Retroactive lần này thì sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Tức là thời gian đến thời điểm hiện tại thì cũng còn khoảng 12 ngày, 13 ngày nữa để cho các bạn chúng ta có thể tham gia. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta tham gia chi tiết từng bước một nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải truy cập vào cái đường link Kala Network, social.kala.network. Đấy thì mình sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả cho anh em. Còn nếu đối với những anh em mà chúng ta đã biết cách để các bạn làm rồi ấy, thì các bạn có thể vào chúng ta đọc trực tiếp bài này rồi các bạn làm theo từng cái bước luôn, không cần phải xem cái video của mình nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ click vào cái đường link này. Thì sau khi các bạn click vào đường link mà mình để dưới phần mô tả của video thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái giao diện như thế này. Thì các bạn thấy này, ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở phía trên có một cái phần là Connect. Thì đây là một cái nền tảng sử dụng Web3 nên là chúng ta sẽ sử dụng Connect với cái ví MetaMask cá nhân của chúng ta để chúng ta tham gia nhé. Đấy, thì đây là một cái dự án uy tín và cũng là một cái dự án đường dài nên là anh em không sợ bị hack hay là bị hack ví hay là gì cả. Ở đây thì các bạn để cho mình cái mạng Binance Smart Chain để chúng ta có thể kết nối vào. Sau khi các bạn kết nối xong ấy, thì ở đây nó sẽ hiện lên cái phần sign up, thì các bạn sẽ click vào phần sign up và chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái username, ví dụ như mình tạo là CCA Channel nhé. Đây, ví dụ mình tạo là CCA Channel. Đấy, tiếp theo là email, chúng ta sẽ điền email vào. Còn cái phần your referral user này là cái phần người giới thiệu của bạn, thì cái phần này thì các bạn có thể điền cái username phía dưới để ủng hộ mình. Ok, sau đó chúng ta nhấn vào phần là I'm not a robot và các bạn nhấn vào phần confirm để chúng ta tiếp tục. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cho mình một cái name. Các bạn có thể tạo cho mình một cái name ở trong cái trang mạng xã hội giống như là chúng ta đang tạo một cái tài khoản Facebook ấy. Ok, và chúng ta có thể thêm được cái ảnh đại diện của các bạn luôn.
Rồi thì sau khi mà mình đã thêm xong thì mình sẽ nhấn vào cái nút biểu tượng qua phía sau. Rồi thì các bạn sẽ thấy này, ở đây thì đây là cái giao diện nó giống như Facebook luôn. Chúng ta có thể post một cái bài post. Đấy, ví dụ như mình sẽ nhấn là hello. Đấy, sau đó các bạn có thể thêm ảnh này, thêm các cái biểu tượng cảm xúc này. Đấy, ví dụ như mình có thể thêm một cái ảnh nhá. Đây, mình sẽ thêm một cái ảnh này đi. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần post. Ok, và như vậy là bài post của bạn đã được post đi. Và các bạn nhấn vào phần finish để chúng ta sang cái giao diện trang chủ. Thì như các bạn có thể thấy đây, cái giao diện của nó thì mình thấy nó khá là giống với những cái giao diện các cái trang mạng xã hội mà chúng ta hiện tại đang dùng, đúng không? Đấy, ở đây thì sẽ có các cái phần để các bạn có thể đăng ảnh, đăng những cái status, những cái mạng, những cái bài viết của các bạn vào đây. Và ở phần bên này là cái lượng bài post cũng như là cái lượng người mà đang theo dõi các bạn này. Đấy, lượng người đăng ký ở các bạn và số người mà các bạn đang đăng ký, đang follow ở trên này. Đó, thì đây các bạn có thể cài đặt đăng cho mình những cái bài viết. Và các bạn cũng có thể là gõ ở phía trên tìm kiếm này. Ở cái phần tìm kiếm ở đâu nhỉ? Đây, ở phần tìm kiếm ở phía trên các bạn gõ CCA Channel và các bạn có thể follow mình ở trên này. Đấy, vì sắp tới có thể là mình sẽ sử dụng cái nền tảng này. Nếu mà cái nền tảng nó phát triển mạnh thì có thể là mình sẽ là một trong những cái người đi đầu sử dụng cái social file, sử dụng web 3 để có thể là build một cái kênh mới ở trên này chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy, thì ở đây cũng sẽ có các cái xu hướng để chúng ta có thể tham gia. Ví dụ như là mình thử nhấn vào crypto xem thử là đã có những cái bài viết nào nói về crypto nhé. Đấy, đây. Rồi thì cái đồng Kala Network thì chuẩn bị sắp tới thì sẽ list lên CoinGecko đúng không? Hình như là đã list rồi. Chúng ta sẽ sớm bắt đầu cùng nhau. Ok, thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta đăng những cái bài viết hoặc là các bạn chia sẻ những cái thông tin. Chủ yếu là khi mà chúng ta dùng cái web này thì đa số là những cái người sử dụng web này thì hiện tại đang là những cái người chơi ở trong thị trường crypto, tiền điện tử. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể thấy ở phía bên này chúng ta có cả phần thị trường NFT này và phần trao đổi giống như là cái phần swap, để hôm sau ví dụ như các bạn kiếm được bao nhiêu đồng coin thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta swap trực tiếp luôn. Đấy, rất là tiện lợi đúng không? Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa mở hai cái phần này các bạn nhé. Đấy, thì ở trong cái phiên bản testnet này thì mình thấy là nó đang có một số cái lỗi về chữ. Chữ thì mình thấy có cả tiếng Anh với là cả tiếng gì ấy. Đấy, hình như là tiếng Pháp. Đấy, không biết là bên các bạn có bị như vậy không? Thì khi mà chúng ta tham gia Retroactive ấy, thì các bạn cần phải hoạt động nhiều ở trên này. Chúng ta tương tác giống như là các bạn đang ở trong một cái trang mạng xã hội thực. Các bạn chia sẻ những cái bài post. Ví dụ như mình sẽ chia sẻ một cái bài post về Europe lên trên này thử nhá. Đây, mình sẽ copy một cái bài post này. Ok, rồi. Thì mình sẽ post lên như bình thường thôi. Đấy, thì các bạn có thể thấy là nó sử dụng y chang như một cái trang mạng xã hội mà chúng ta đang dùng. Thì để các bạn có thể chiến thắng được ở trong cái đợt Retroactive lần này thì các bạn sẽ phải là vào tương tác này. Đầu tiên là các bạn phải vào tương tác, like và comment ở những cái bài khác. Đấy, có cái phần like, comment, chia sẻ này, rồi là quote lại này, chia sẻ này, các kiểu. Đấy, có rất là đầy đủ luôn. Và thứ hai là chúng ta hãy đăng những cái thông tin nó tích cực liên quan về crypto, liên quan về cái dự án Kala này ở trên này để chúng ta có thể nhận được cái phần thưởng. Ngoài ra thì có một cách nữa để các bạn có thể kiếm được tiền, là kiếm được token free, đó là chúng ta sẽ mời bạn bè tham gia. Thì các bạn có thể kích vào cái biểu tượng phía trên màn hình của chúng ta, phía trên góc phải màn hình. Ở đây các bạn kích tiếp vào phần profile nhé. Thì đây các bạn sẽ thấy này, ở phía bên này mình sẽ có một cái phần gọi là cái lượng bạn bè, mời bạn bè. Thì đây các bạn sẽ copy cái đường link chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta. Cũng như là đây là cái phần referral, username referral ấy. Đấy, thì các bạn có thể điền vào để ủng hộ mình khi mà chúng ta đăng ký. Thì chúng ta sẽ nhận được là 0,5 kudo ở trên mỗi lần mà các bạn chia sẻ cho một bạn bè chúng ta mở tài khoản thành công ở trên Kala Network. Đấy, thì chúng ta sẽ nhận được 0,5 kudo. Và hôm sau thì các bạn có thể rút cái lượng kudo này ra và các bạn có thể là bán lại ở trên cái chợ. Chúng ta có thể bán lại trên các cái sàn giao dịch. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành điền form để các bạn xác nhận các cái thông tin. Đấy, thì ở đây mình sẽ để cái link form dưới phần mô tả của video. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần link form, sau đó chúng ta sẽ điền các cái thông tin như là username, rồi là cái email đăng ký của các bạn và cái địa chỉ ví ở MetaMask mà lúc nãy các bạn kết nối vào. Thì để lấy cái username của các bạn thì các bạn sẽ vào cái hình ảnh đại diện của chúng ta ở phía trên góc phải màn hình. Sau đó các bạn nhấn vào phần profile. Thì cái phần profile này thì nó sẽ hiện lên cái username của chúng ta ở đây nhé. Thì các bạn sẽ copy cái username.
sau đó thì chúng ta sẽ dán vào ở trong cái phần này cho mình đấy, để nguyên cả a còng như vậy luôn. Sau đó thì các bạn nhấn vào phần tiếp thì nó sẽ đến cho chúng ta một cái phần để các bạn có thể feedback lại tất cả những cái thông tin mà chúng ta đã trải nghiệm ở đây. Thì đây nó sẽ hỏi là ví dụ như bạn đang sử dụng trên máy tính thì bạn thấy giao diện và cái tốc độ nó như thế nào. Thì cái đầu tiên là kiểu như là rất nhanh và phù hợp này, cái thứ hai là nhanh, cái thứ ba là hơi chậm, rồi cái thứ tư là chậm. Đấy thì đây mình sẽ để cái phần thứ ba, cái phần nhanh nhé. Rồi ở đây là cái nó hỏi cái giao diện cũng như là các cái ấy ở trên điện thoại, tốc độ trên điện thoại. Rồi tiếp đây là cái phần kết nối với ví ở trên máy tính thì có dễ dàng không. Đấy thì ở đây mình sẽ tích vào những cái phần dễ dàng. Nói chung thì những cái câu hỏi này ấy, thì các bạn không nhất thiết là chúng ta cần phải trả lời giống mình đâu. Các bạn trải nghiệm như thế nào thì các bạn tích vào như vậy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ hỏi là trải nghiệm của bạn như thế nào khi mà các bạn sử dụng Kala. Thì mình sẽ nhấn là Good. Rồi bạn có phát hiện ra lỗi nào không? Thì không có thì chúng ta nhấn No. Còn nếu mà các bạn phát hiện được lỗi ấy, thì các bạn có thể gửi những cái lỗi bung lên thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái phần thưởng nha. Các bạn lưu ý cái phần này. Nếu mà trong quá trình mà các bạn tham gia test các bạn thấy lỗi, chúng ta gửi lỗi lên thì các bạn vẫn sẽ nhận được những cái phần thưởng đến từ dự án. Rồi ở đây thì nó còn hỏi thêm là bạn muốn tính năng nào sẽ ra mắt ở trong MyNet. Thì có các cái tính năng như là Launchpad này, Token Mining, rồi là NFT Marketplace, Swap. Đấy thì mình nghĩ là tính năng Swap thì nó sẽ tiện hơn. Đây có thể tích được vào nhiều cái nha. Trading. Đấy hôm sau thì có thể với cái nền tảng mạng xã hội này thì ngoài việc chúng ta có thể lướt web, xem thông tin thì các bạn còn có thể trading trực tiếp ở trên cái nền tảng Web3 này. Nói chung là nó sẽ tích hợp tất cả các cái tính năng mà ở trên blockchain hiện tại đang có. Đấy thì sau đó các bạn nhấn vào phần tiếp này. Thì cái phần bug file này thì nó bắt buộc nên là các bạn tải lên một cái tệp hoặc là một cái hình ảnh bất kỳ cũng được nhé. Rồi sau đó các bạn nhấn vào phần tiếp cho mình. Ok, và tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào phần gửi đi. Rồi và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái kèo retroactive đến từ dự án. Đấy thì đây các bạn có thể chỉnh sửa câu trả lời này. Đó. Và ngoài ra thì các bạn có thể join vào cái community của nó để chúng ta có thể hỏi đáp cũng như là đăng các cái thông tin ở trong này nhé. Đấy thì chúng ta có thể join vào cái group này. Ok, và video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.